Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK. Hôm nay cuối tuần mình và Tony đi xuống trường đại học Cambridge nha các bạn. Là ở thành phố Cambridge luôn. Hôm nay thì không có dẫn Chi đi. Chi hôm nay sẽ ở với ông bà nội cho đến ngày Chủ nhật. Có đem theo hai chiếc xe đạp nè các bạn. Sẽ chạy xe đạp khám phá ở thành phố Cambridge nha. Một cái điều mà mình muốn làm rất là lâu rồi nhưng mà không có làm được. Đó là chiếc xe của Tony đó. Xe Tony không có cái chân chống, không có cái chân để mà chống cho nó đứng mọi người. Xe đạp ở bên này mình thấy nhiều xe không có cần cái chân chống nha. Còn cái xe của mình lúc mình mua thì mình yêu cầu là gắn cái chân chống vô cho mình. Rồi, ở đây là cái khách sạn luôn đó mọi người. Khách sạn giống như là cái gọi là cái gì ta? Ở đây ta gọi là farm. Farm có nghĩa là cái nông trại đó. Ở đây thì cái khách sạn này mình ở không có ở trong thành phố nha mọi người, mà ở cách thành phố khoảng 4-5 cây số gì đó, ở phía bên ngoài, rất là rộng luôn. Ở bên kia có mấy cái con bò với con cừu đồ gì nữa kìa. Mình đã đạp xe đến thành phố Cambridge nè các bạn. Thành phố Cambridge là trung tâm hành chính của Cambridgeshire, miền đông nước Anh, nằm bên bờ sông Cam. Thành phố Cambridge có diện tích khoảng 40,7 km2 và dân số là 118.500 người. Cambridge nổi tiếng là trung tâm giáo dục, học thuật và là nơi có trường Đại học Cambridge danh tiếng châu Âu và trên toàn thế giới. Đại học Cambridge là một trường đại học nghiên cứu cấp cao ở Cambridge, Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 1209 và được vua Henry thứ ba ban hành hiến chương hoàng gia vào năm 1231. Cambridge là trường đại học lâu đời thứ ba trên thế giới còn tồn tại và là một trong những trường có uy tín nhất thế giới. Trường hiện nay được xếp hạng thứ hai trên thế giới và tốt nhất ở châu Âu. Đã trải qua 8 thế kỷ tồn tại, các cựu sinh viên và giảng viên của Cambridge đã giành được 121 giải Nobel, nhiều nhất so với bất kỳ trường đại học nào trên thế giới các bạn. Và điều đặc biệt là ở Cambridge đã đào tạo ra 14 thủ tướng Anh các bạn. Có rất là nhiều giải thưởng khác nữa mọi người. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo mình ngắm thành phố lâu đời có làng đại học nổi tiếng trên thế giới này nha các bạn. Để mở đầu cho chuyến tham quan thành phố Cambridge thì mình bắt đầu với cái chiếc đồng hồ Corbis nha các bạn. Đồng hồ Corbis có hình dạng phía trên là một con châu chấu. Nó được hình thành và tài trợ bởi John Taylor, một thành viên cũ của trường đại học. Được chính thức công bố trước công chúng vào ngày 19 tháng 9 năm 2008 bởi nhà vật lý học người Cambridge. Mặt đồng hồ là một đĩa thép không rỉ mạ vàng 24, có đường kính khoảng 1,5 m. Nó không có kim hoặc là chữ số gì cả nhưng hiển thị thời gian bằng cách mở các khe riêng lẻ trên mặt đồng hồ, có đèn LED màu xanh lam. Các khe này được xếp thành 3 vòng đồng tâm hiển thị giờ, phút và giây. Đặc điểm hình ảnh thống trị của chiếc đồng hồ là tác phẩm điêu khắc bằng kim loại trông dữ tợn của một sinh vật hình côn trùng, tương tự như con châu chấu. Tác phẩm điêu khắc thực sự là một bộ thoát của đồng hồ. Taylor gọi chú thú này với nghĩa đen là kẻ ăn thời gian. Nó cử động miệng, dường như ăn hết từng giây khi chúng trôi qua và thỉnh thoảng nó chớp mắt với vẻ hài lòng. Chuyển động liên tục của sinh vật và tạo ra âm thanh nghiến kỳ lạ phù hợp với nhiệm vụ của nó. Giờ được thu phí bởi âm thanh của một sợi dây xích kêu vào một chiếc quan tài gỗ nhỏ được giấu trong mặt sau của đồng hồ. Đối diện phía bên kia đường là một dãy tòa nhà trải dài xuống dưới kia luôn, là trường King College nha các bạn, còn có nghĩa là giống như là trường cao đẳng của vua vậy đó. King College là một trường cao đẳng cấu thành của Đại học Cambridge. Ở đây người ta đang làm lễ tốt nghiệp nè các bạn. Các bạn sinh viên ra trường bây giờ là mặc mấy cái bộ đồ đồng phục làm lễ tốt nghiệp rất là đẹp luôn nè. Quá trời đông luôn đó. No, it's not gonna work, babe. So there's a Thai restaurant at the top of the street if you want to go check it out. Mình đi vô trong thì mình phải quẹo vô trong cái đường này nè mọi người.
cái cổng chính ở ngoài kia là chỉ có những người thành viên thì mới được vô, còn mình đi kiểu như khách tham quan thì mình chỉ đi cái lối dưới này thôi. Tới đây mình đã thấy cái tòa nhà rồi nè các bạn. Cái tòa nhà cao cao ở bên trong đó là cái tòa nhà cầu nguyện của trường cao đẳng King đó mọi người. Nằm cạnh bên nhà cầu nguyện King là trường cao đẳng Clare nè các bạn, còn gọi là Clare College, là một trường cao đẳng cấu thành của Đại học Cambridge, được thành lập vào năm 1326, cũng đã trải qua hàng thế kỷ rồi hả các bạn. Trường cao đẳng Clare nổi tiếng với dàn hợp xướng nhà nguyện. Mặt sau của trường cao đẳng nhìn ra phía sông Cấm. Đây là cái trường đại học King. King là giống như trường vua đó các bạn. Ở phía ngoài này là cái khuôn viên bên ngoài nè. Cái bên đây là cái trường cao đẳng Clare lúc nãy đó. Bây giờ mình sẽ đi vào trong đây nha. Đây là nhà cầu nguyện King, cũng là thuộc một phần của trường cao đẳng King luôn đó nha mọi người.
trường đại học ở đây rất là lớn mọi người, bao quanh từ cái phía ngoài trước con vòng qua bên đó luôn. Nhưng mà mình không có được đi vào trong đó, cái trong đó là chỗ sinh viên đang học á, mình không có được vào tham quan, chỉ tham quan bên cái phía nhà thờ nãy thôi. Ở phía ngoài đó cũng có cây cầu bắc qua rất là đẹp luôn kìa. Bây giờ thì tiếp tục đi bộ tham quan khám phá thành phố nha mọi người. There you go, £240, £160. They look nice. Yeah, but bloody expensive. Only need GT to knock it over and game over. You know what? £87. It is very nice when you put on the fireplace. Yeah, cost more than the fireplace. Mấy cái này rất là đắt luôn mọi người. 3-4 triệu, 4-5 triệu. 5-6 triệu, mười mấy triệu cũng có. Bức tranh này là mấy chục triệu nè mọi người. There's a picture. You go this side. I'm lucky though to take a picture. Oh, he took it away because he saw you doing it. What happens if somebody comes the other way? Going to tell them to go the other way. Yeah, you can pay that with your bonus pay. You're looking about £200 just for a dish. The pan. No, for the bowl, that's £200. I want the pan. The cooking. The pan? Yeah, yeah, £200 there. It's good, but it's expensive. I know this place. The market. We've got to be careful we don't get lost here, otherwise we're never going to find our bikes. Can't get lost. It's like closing. No, you can. The market. It's all shut now. There. Cambridge. What is it there though? All the bike. All the bike equipment. Yeah. We can repair the bell. Only £5, £4. Remember we drove past the pub on the way to the hotel. Remember? Like the big castle. Like the castle, big house.
near the big house on the left side where you said, oh, okay. Yeah. We can go and eat there at that pub. It's quite nice. I'm living right near my bike. Problem is, we're going to go up the hill. Maybe we go backyard. Hey. Watch out, because there's cars coming along, mate. The car out there? Yeah, you never know where they're going to start. No, just walk here, nobody in my. I'll tell you at the top. The train is up. Tell me that's the girl. Green Street, there you go. Shopping. Die. Yeah? Then we might see somewhere else and we might park the bikes up again and walk around again. Okay? Okay. Yeah, that's where we just went. Oh, that rose.